và phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay cuối tuần thứ nhất cảm ơn tất cả các thính giả đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện đối chiếu so sánh và phân tích trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ thì mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xung quanh chúng ta có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự có thể đó là vấn đề liên quan tới những gì mà quý vị quan tâm trên mạng xã hội và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử cảm ơn tất cả khán giả và cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều và quý vị trong cái chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay thì một cộng một trừ một chưa biết một cộng đó là ông Robert Kennedy Jr. đã chọn được một người làm vai là VP của ông tức là Vice President trong cái việc là đứng chung liên danh với ông tranh cử tổng thống năm 2024 và người này là ai một lát chúng ta sẽ biết thứ hai một trừ tức là Joe Biden hiện nay đang có lời kêu gọi từ phía đảng dân chủ là bà Kamala Harris nên rút lui ra khỏi cái vai trò VP tức là cái vai trò phó tổng thống để cho ông cho biden có thể à, à, tăng điểm nhiều hơn. Đây là một trừ, một chưa biết, tức là cựu tổng thống Trump vẫn chưa cho biết ai sẽ là VP của ông. Thì quý vị, đây sẽ là cái câu chuyện cuối tuần mà chúng ta có thể thảo luận và nói chuyện được để xem coi lần này. Đặc biệt là nếu như thật sự ông Robert Kennedy chọn cái người à, vice của ông, tức là cái người phó của ông đó, đứng chung mình danh là một phụ nữ, thì coi như lần này có thể sẽ là lần đầu tiên, mà chúng ta có được tất cả các ứng cử viên đều chọn phụ nữ làm VP, tức là là, là Vice President. Quý vị, đầu tiên hết là bản tin mà Robert Kennedy Jr. đã chọn một nhà, nhà thương gia về ngành kỹ thuật có tên là Sanahan, là một phó đứng chung đi dành trong vai trò phó tổng thống. Ông Robert Kennedy dự tính sẽ loan báo tên của cô Nick Sanahan là một luật sư cũng là một nhà thương nhân về ngành kỹ thuật, người đã cung cấp ngân quỷ rất lớn cho cái uh, quảng cáo trên Super Bowl. Là uh, thân phu, uh, là bác của ông là Robert Kennedy. À, xin lỗi quý vị, John Kennedy đã làm năm 1960 Trong lúc mà ông đang à, chuẩn bị là một ứng cử viên tổng thống à, độc, độc lập Để à, chạy đua vào tòa Bạch Ốc Và Kennedy đã từng duyệt xét tới một à, quarterback Tức là một cầu thủ về môn football là Aaron à, Roger à, Và trong đó bao gồm luôn cả một huyền thoại có tên là Jess Ventura Để à, làm cái người gọi là đứng chung bị giành với ông Và nguồn tin ta gần gũi với lại cái chiến dịch tranh cử Tuy nhiên thì... À, họ nói rằng à, hiện nay thì à, cái thời gian của ông à, roger đã không còn và trong đó thì sanhan hiện nay được dự tính là sẽ được đề tên trong cái việc này và Kennedy cho biết là ông có thể sẽ loan báo việc chọn cái người vai trong tháng này tuy nhiên thì à nói rằng là cái việc này, cái việc có thể là được đưa ra và trong đó thì chiến dịch tranh cử của ông cho biết là đang tìm cách một một ứng cử viên nào có thể giúp đỡ tài chánh trong cái việc mà sáng kiến về bầu cử và bà có thể có hàng triệu mỹ kim trong cái chiến dịch để hỗ trợ cho cái việc mà tài chánh cho ông và đây là một cái điều tốt và phát ngôn viên của cái chiến dịch tranh cử Kennedy đã không cho biết về lời về lời gọi là bình luận này. Tuy nhiên thì trên trang website thì Kennedy Saha com đã bắt đầu đã được ghi danh và trong đó cho thấy rằng là hoặc là Pay Kennedy Sanahan.com cũng đã bắt đầu có cái chiến dịch là gà quyên góp và Sanahan 38 tuổi vốn là một thương nhân về ngành kỹ thuật ở khu vực B Area và trong đó đã đầu tư rất nhiều vào cái ngành khoa học ở, đặc biệt trong lĩnh vực về y khoa và trong lĩnh vực về môi trường và là một nhà quyên góp lớn cho đảng dân chủ theo tường trình của tờ New York Times. Sanahan trong cuộc phỏng vấn cho biết và cô đã chi ra khoảng 4 triệu Mỹ Kim cho cái Super Park có tên là American Value 2024 à, một tuần trước khi mà có giải Super Bowl đã trả cho cái quảng cáo của ông Kennedy nơi mà cái tổ chức Super Park này đã chi ra khoảng 7 triệu Mỹ Kim và cô đã phối hợp sản xuất cái à, à, quảng cáo này và đồng thời à, cũng cho biết là cô cảm thấy rằng nó là một cái cơ hội tốt cho ông kennedy ra tranh tự cử tổng thống và cô tin rằng ông kennedy sẽ tranh đấu cho vấn đề à, khoa học cũng như là những vấn đề liên quan tới vaccine à, sức khỏe cho trẻ em môi trường và những vấn đề quan trọng khác quý vị cô này là ai thì quý vị rất là trẻ 38 tuổi thôi ở trên đây thì tôi có hình một cổ cổ tên là nicole sanahan được xem là một người rất trẻ một luật sư đồng thời cổ cũng là một à, thương nhân về ngành kỹ thuật tức là có có đầu tư về ngành kỹ thuật đây là cái sự chọn lựa của ông Robert Kennedy nhờ. bên cạnh đó thì chúng ta thấy là trên một số những thành viên của đảng dân chủ và đặc biệt là cái người bình luận trên tờ Washington Post một tờ báo cực tả và luôn có những lời lẽ binh vực cho Joe Biden đã lên tiếng và kêu gọi bà phó tổng thống Kamala Harris là bước qua một bên để có thể tốt cho quốc gia và có thể tốt cho ông Joe Biden quý vị À, phó tổng thống Kamala, uh, Kamala harris nên bước qua một bên để tốt hơn cho quốc gia đó là cái bình luận trên tờ washington post đã đăng ra và phó tổng thống Kamala harris nên bước qua một bên đó là một trong những nhà bình luận của tờ washington post có tên là kathleen partner uh, đã parker đã viết trong ngày thứ sáu và kêu gọi bà phó tổng thống này đang gây bất mãn và có thể cảnh báo rằng nó sẽ là một cái uh, À cơ nếu, nếu bà này à, sẽ một cái có một cái sự bất mãn lớn nếu bà này vẫn tiếp tục nằm trong cái liên danh với ông Joe Biden Trong khi à, nói rằng là bà này nên rút ra thì có thể sẽ thành công Parker lên tiếng nói rằng à, cái cái à, hoạt động của bà, bà này có thể sẽ gây tổn thương cho ông à, Joe Biden và trong đó thì à, ở đây cái lời bình luận nó khá dài và trong đó thì à, họ chỉ trích rất là nhiều những cái à, hành việc làm và những cái chính sách vừa qua mà bà ta đã không làm được ở trong cái vai trò là phó tổng thống gần như là bà ta xuất hiện trước công chúng là chỉ có nhe răng cười thôi và ngay cả tất cả tất cả những cái gì mà Joe Biden giao phó cho bà ta đều không hoàn thành kể cả cái việc mà quý vị còn nhớ lúc Joe Biden lên à, thì à, Joe Biden đã à, đã sai bà ta tức là đã đã đưa công việc cho bà ta là làm cách nào đi thương thuyết với những quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ để giảm đi tình trạng di dân bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bà ta đã thất bại bởi vì trong 3 năm qua thì cái lượng di dân bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ được xem là cao nhất trong lịch sử luôn. Chưa bao giờ có luôn. Thì quý vị, bà này dường như là không có một cái khả năng nào hết. Thứ nhất, thứ hai, bà ta chỉ đi gặp gỡ với những nhân vật thực xem là cực tả về môi trường, về phá thai, về à, à, cộng đồng giới tính bà ta không hề có một cái hành động nào mà đóng góp cho đất nước và đóng góp cho người dân hoa kỳ do đó thì tờ washington post cho thấy là bà ta nên rút ra bởi vì các cuộc thăm dò gần đây cho thấy là cái số cái à, gọi là cái điểm của bà ta rất tệ hại cho dù là một người vô danh ở đảng cộng hòa cũng trên điểm của bà ta luôn tức là nếu mà đối chiếu mà cái điểm mà kể từ khi mà bên đảng cộng hòa bắt đầu vận động tranh cử sơ bộ đó quý vị có rất nhiều ứng cử viên thì bất kỳ một người nào thì đúng cũng đứng trên điểm của bà ta hết chứng tỏ là bà ta rất thất bại và gần như là đảng dân chủ bây giờ đang lo ngại bà ta sẽ gây tổn thương cho cái cuộc tranh cử của ông Joe Biden và điều này có thể xảy ra do đó thì đó là lý do tại sao mà đảng dân chủ vẫn cương quyết để mà ủng hộ cho ông Joe Biden tuy nhiên họ rất thắc mắc về tình trạng của bà Kamala Harris. Ok quý vị trong cái đó cựu tổng thống Trump thì Ai sẽ là người mà ông Trump chọn làm VP? Đây là một trong những cái hình của tất cả mọi người của quý vị thấy hầu hết đều có ở trong hình này là bà Kristalnham là bà um, được dự đoán nhiều nhất là ở hình ở đây, quý vị là thống đốc của tiểu bang North Dakota hay là bà Elise Stefanik thì quý vị thấy là bà là cái hình lớn nhất nằm ở đây và Sarah Huckabee tức là thống đốc của tiểu bang Arkansas ở đây uh, Nikki Haley ở đây rồi Tyler Green, rồi Kerry Lake và những fan nam thì quý vị thấy nhiều lắm. Ông à, là John Cassis, rồi à, ông à, xin lỗi quý vị, ông à, Tim Scott và kể cả Ron DeSantis, JD Vance vân vân, à, Ramaswamy hay là ông à, à, bà Biden Donald. Biden Donald là một trong những người ủng hộ ông Trump rất mạnh mẽ nằm trong nhóm Freedom Caucus đó quý vị. Thì tất cả những người này đều là chọn lựa của ông Trump. Tuy nhiên thì giống như tôi nói có thể năm nay ông trump sẽ có một cái xu hướng là chọn một phái nữ để mà đứng chung liên danh với ông thay vì chọn phái nào thì quý vị và trong đó thì tôi thì tôi vẫn vẫn thích bà Alice Stephanis là dân biểu của new york và chủ tịch của hội nghị cộng đảng cộng hòa ở tại hạ viện bà rất cứng rắn và bà được xem là một killer tức là một người mà có cái thái độ rất cứng rắn tuy nhiên thì các cái lời đồn đại ở trên ta các cái trang bình luận thì họ dự đoán là bà Kristi Noem hiện nay là thống đốc của tiểu bang North Dakota. Bà là người đã khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới Texas, bà là người ủng hộ mạnh mẽ cho cái việc bảo vệ biên giới của Texas. Mặc dù tiểu bang bà nằm ở cực bắc sát biên giới với Canada, nhưng bà vẫn ủng hộ cho thống đốc Craig Abbott ở phía nam của à, tà, Hoa Kỳ, tức là cái, cái biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Thì quý vị rất nhiều những lời đồn đoán cho rằng bà Christine Noam sẽ nắm cái thích kẹt, tức là sẽ nắm tấm vé đi chung với ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới đây. Tới giờ phút này, ngay cả cái cuộc rally ngày hôm qua, cựu Tổng thống Trump cũng chưa nhắc tới ai sẽ là VP của ông cả. Thì cái vị cho tới giờ phút này thì chúng ta vẫn không biết được, mặc dù trước đó ông đưa ra một cái shortlist gồm có 6 người, thì trong đó có nam, có nữ. Tuy nhiên thì Bây giờ gần như nhiều cái nguồn tin và nhiều cái lời bình luận Họ cho rằng là bà, bà Christine Norm sẽ là người mà ông Trump chọn Bởi vì à, bà đã sẵn sàng Trong khi đó thì bà Sarah Huckabee Tức là bà thống đốc của tiểu bang Arkansas Được xem là một nữ đại tướng của ông Trump trước đây Thì Sarah Huckabee nói rằng Bà vẫn muốn ở lại cái ngôi vị, cái chức vị thống đốc Để mà à, điều hành cái tiểu bang Arkansas Và có nhiều việc ở Arkansas bà cần phải làm Thì chưa biết được còn Stephanie tức là Ellis Stephanie thì lúc nào cũng đã sẵn sàng rồi có điều là tất cả mọi người đều nhắm vào bà Christy Noam thì do đó quý vị gần như là chúng ta thấy rõ là ông trump có thể sẽ chọn một nữ giới họ có nhắc tới ông tim scott nhưng mà dường như là ông tim scott vẫn ở lại cái vai trò là thượng nghị sĩ để giữ cái khối đa số cho đảng cộng hòa tại thượng viện tại vì nếu như mà ông trump chọn một người thống đốc ra làm phó tổng thống thì điều này có nghĩa là nó sẽ không ảnh hưởng tới cuộc đua tại thượng viện và tiểu bang North Dakota <laughs> được xem là một red state tức là một tiểu bang màu đỏ thì bầu thống đốc khác lên thì vẫn là một thống đốc màu đỏ do đó thì quý vị ông Trump sẽ cẩn thận chọn lựa làm cách nào trong 4 năm kế tiếp thì ông có thể điều hành quốc gia một cách suôn sẻ và cái người ông chọn có thể sẽ là cái người kế vị tức là sau khi mà ông rời khỏi ghế tổng thống người này sẽ ra tranh cử chức tổng thống do đó hai yếu tố này khá quan trọng trong trump khá quan trọng bởi vì trong 4 năm nếu mà chọn một người bên thượng viện tức là một đồng minh của ông trump bên thượng viện thì có nghĩa là chúng ta sẽ mất đi một ghế và phải có cuộc bầu cử trả lại do đó thì tôi nghĩ rằng ông trump sẽ không có ý định chọn một thượng nghị sĩ đương nhiệm để làm người phó cho ông bởi vì ông đang cần cái sự đa số tại thượng viện và năm nay thì đảng Cộng Hòa đang quyết tâm lấy lại khối đa số Thượng viện. Mỗi một ghế đều quan trọng. Do đó ghế ai nấy giữ. <laughs> ghế ai nấy giữ là chắc ăn nhất. Thì quý vị, thứ nhất là cái người mà ông Trump chọn. Giống như tôi nói là nó phải đáp ứng một số nhu, nhu cầu. Thứ nhất là giúp đỡ và đỡ đần cho ông trong công việc điều hành quốc gia. Thứ hai, không ảnh hưởng tới cái phiếu ở trên Thượng viện hay Hạ viện. Để đảng Cộng Hòa có thể chiếm được quyền đa số. Thứ ba, là cái người này sẽ là cái người tiếp nối những chính sách và những cái uh, hoạch định trong vòng mấy chục năm tới mà ông Trump và tất cả những người sau lưng của ông đã soạn thảo ít nhất là 50 năm, năm thập niên. Thì quý vị thấy cái tổ chức mà Heritage Foundation là một trong những cái tổ chức bảo thủ trong 2 năm qua. Họ đã đưa ra cái dự án gọi là Project 2025. Trong đó gần như là thay đổi toàn bộ cái quy tắc làm việc của chính quyền liên bang và đồng thời sẽ thay máu rất nhiều những nhân viên của chính quyền Liên bang và họ cũng sẽ đưa ra một cái chiến lược đối ngoại đối nội trong vòng 50 năm. Tức là họ soạn thảo một cái chiến lược lâu dài. Do đó, 4 năm của ông Trump rất ngắn ngủi, chỉ đủ cho ông đặt nền tảng và củng cố lại cái uh, kỷ cương quốc gia, nền kinh tế quốc gia và đồng thời uh, giúp cho 4 năm này thì sẽ giúp cho ông sẽ xóa bỏ tất cả những cái chính sách được xem là đang gây tổn hại cho Hoa Kỳ. Do đó thì quý vị, để thực hiện cái chính sách mà được xem là tốt hơn cho đất nước Hoa Kỳ, họ cần một cái giải pháp dài hạn hơn. Và giống như tôi đã từng tiên đoán, nếu năm nay ông Trump thắng cử, thì lần đầu tiên sau gần hơn 30 năm, gần 40 năm, thì sẽ có một cái tình trạng là đảng Cộng Hòa nắm quyền 12 năm. Tức là 4 năm của ông Trump và 8 năm của người còn lại. Đó là cái mà tôi tôi dự đoán thôi. Tương tự như là cái thập niên 80. Thập niên 80 thì quý vị thấy là ông Reagan đã thắng được hai nhiệm kỳ. Và sau đó Bush thắng thêm một nhiệm kỳ nữa. Tức là đảng Cộng Hòa kiểm soát 3 nhiệm kỳ. Thì có lẽ là cái yếu tố này nó sẽ quay trở lại bánh xe lịch sử. là Nếu ông Trump thắng thì quý vị. Tuy nhiên điều mà tôi muốn nhấn mạnh tới. Cái xu thế chọn nữ làm phó tổng thống có vẻ như nó là một cái xu thế đang tiến tới tại vì nước Mỹ vẫn đang khao khát có một nữ tổng thống đầu tiên. Kamala Harris không đủ khả năng. Nhưng mà bà ta là phó tổng thống. Còn bây giờ ông Robert Kennedy Jr. chọn cô Nikon Shanahan, một cô gái rất trẻ ở vùng vịnh của San Francisco. Và cô này mới có 38 tuổi là một triệu phú, vừa là một luật sư, vừa là một triệu phú. Và cổ là người đã chi ra 4 triệu trong tổng số 7 triệu Mỹ Kim mà ông Robert Kennedy Jr đã mua quảng cáo trên cái giải Super Bowl. Thì cô này là cái người ủng hộ cho ông uh, Robert Kennedy Jr và bây giờ thì uh, các tin tức cho biết là ông Robert Kennedy Jr sẽ chọn một người à uh, sẽ chọn cô làm uh, phó tổng thống thay vì trước đó chọn một uh, quarterback tức là một cầu thủ mà chính uh, đội trưởng của một cái đội football thì bây giờ ông lại có thể chọn một phụ nữ bởi vì nó mang hai yếu tố thứ nhất cổ có tài sản và có khả năng vận động tài sản bởi vì cổ là một triệu phú là một luật sư ở vùng vịnh San Francisco thì do đó cổ có khả năng vận động tài sản và thứ hai ông Robert Kennedy Jr. tập trung lấy phiếu ở California rất là nhiều có thể nói là California mặc dù ông xuất thân từ New York nhưng mà cái căn bản về lá phiếu ủng hộ cho ông lại nằm ở California nhiều hơn và đặc biệt là khu vực của Hollywood, tức là cái khu vực ở Nam California, à, trong đó có luôn cả cái à, kinh đô điện ảnh Hollywood, hầu hết các một số các à, nghệ sĩ à, và các à, giới giải trí ở đây đều có vẻ như có khuynh hướng ủng hộ cho Robert Kennedy Jr. Họ đã liên tục mấy lần đã đứng ra tổ chức gây quỹ cho ông. Thì quý vị, Robert Kennedy Jr. dường như là cái à, căn bản và cái thanh trì của ông ta là nằm ở à, Hollywood và bây giờ ông muốn lấy cái khối phiếu của Bắc California. Do đó, ông chọn cô Nico sanahan làm người phó có lại vẻ có vẻ như ông đang nhắm lấy cái khối cử tri đoàn của California. Nhất là ở California, Joe Biden đã bị một cái một cái vết tì rất lớn là dân California đã bắt đầu ngán ngẩm với cái chính sách kinh tế của ông Joe Biden. Tất cả mọi thứ ở California đều mắc nhất nước từ xăng dầu cho tới lương thực tất cả đều phải trả mắt nhất nước hết. Do đó, dân California có vẻ như là họ không thích ông Joe Biden nữa. Và quý vị thấy Joe Biden rất hiếm xuất hiện ở là ở California. Chỉ cái lần duy nhất mà trước khi mà có cái uh, hội nghị APEC diễn ra tại San Francisco tháng 11 năm, năm ngoái đó, thì ông ta có xuất hiện trong cái buổi gây quỷ. Nhưng mà thật sự thì Joe Biden dường như không mặn mòi lắm với khu vực West Coast ông ta tập trung vào khu vực East Coast nhiều hơn, tức là khu vực ở phía đông Hoa Kỳ nhiều hơn thay vì là phía tây. Do đó thì cái cái, cái mặt trận phía tây này à Robert Kennedy đã bắt đầu có những cái khuynh hướng là sẵn sàng lấy đi cái khối phiếu của Joe Biden. Do đó ông ta chọn một phụ nữ, lại là một phụ nữ trẻ mới có 38 tuổi thôi. Thì quý vị, có vẻ như là các ứng cử viên đã bắt đầu có khuynh hướng chọn nữ tổng thống và điều này nó cũng cho thấy cái khát vọng của nước Mỹ chúng ta đang mong muốn có một nữ tổng thống đầu tiên thì cái người này trước khi với ngồi ghế vice president tức là ngồi ghế phó tổng thống thì bây giờ chúng ta đang có Kamala Harris bên đảng dân chủ tuy nhiên thì uh, Kamala Harris là một kẻ bất tài nhờ vào cái thủ đoạn gọi là tình cảm ước ác và cái uh, lối của bà ta để mà thăng tiến trong chính trị trước đó quý vị bà ta từng cặp kè với lại William Brown là thị trưởng của thành phố San Francisco để bước vào con đường chính trị rồi sau đó bà ta thắng được cái ghế nhờ William Brown giúp đỡ cho bà ta. Bà ta thắng được cái ghế bộ trưởng tư pháp của California. Rồi à, bà ta thắng cái ghế thượng nghị sĩ của California. Thay thế cho cái ghế của bà Barbara Boxer. Và bây giờ thì là phó tổng thống đường kiềm. Tuy nhiên bà này không thăng tiến bằng cái con đường gọi là chuyên nghiệp. Mà bà ta thăng tiến bằng cái mối quan hệ nhiều hơn. Thì quý vị Kamala Harris đang à, khiến cho Joe Biden bị mất điểm Và bên tờ Washington Post đã lên tiếng và nói rằng bà ta phải rút lui Nếu như không nó sẽ gây tổn thương cho cuộc tranh cử của Joe Biden Có nghĩa là bây giờ quý vị bên đảng Dân Chủ thì đang muốn trừ một phần nào đó Đang muốn loại trừ bà Kamala Harris Trong khi đó thì à, Robert Kennedy Jr. trong một vài ngày sắp tới Ông ta sẽ loan báo người người nữ phó tổng thống đứng chung liên danh với ông ta là một à, phụ à, phụ nữ rất trẻ. Trong khi đó thì ông Trump ngược lại vẫn chưa cho biết ai là cái người đứng chung liên danh với ông. Thì quý vị, cái xu thế chọn phụ nữ này dường như nó bắt đầu tác động vào sự chọn lựa của ông Trump. Nó bắt đầu tác động vào sự chọn lựa của ông Trump và nhiều phần trăm thì tôi nghĩ rằng là à, 60 70% ông sẽ chọn một nữ giới làm người đứng chung liên danh với ông. Cái đó là chủ quan của tôi thôi, là tôi chưa biết được. Tuy nhiên thì với cái xu thế này chúng ta thấy rõ ràng là ông Trump đang chọn mà cái sự chọn lựa của ông lần này rất cẩn thận. Tại vì ông không còn sợ hãi giống như truyền thống. Thường thường quý vị, tổng thống mà chọn cái, cái người đứng chung liên danh với mình là sẽ không uy hiếp tới cái nhiệm kỳ 2 của mình. Do đó họ chọn những người rất là mờ ảo. Không có xuất hiện quý vị từ thấy từ thời của à, Clinton chọn Al Gore. Rồi sau đó thì à, Tới phiên à, ông Bush con Chọn ông à, Dick Cheney. Rồi tới Obama. Chọn à, phía của Joe Biden. Và kể cả ông Trump chọn Mike Pence. Tất cả những đời phó tổng thống này. Đều là cái bóng mờ sau lưng tổng thống. Là bởi vì họ phải an toàn. Họ không để cho họ bị bất cứ một chuyện gì. Rồi cái phó tổng thống lên tay. Tại vì nếu mà họ có chuyện gì. Phó tổng thống là người thay thế họ. Do đó thì truyền thống họ vẫn cẩn thận chọn cái người phó. Tuy nhiên lần này ông Trump thì khác. Tại vì ông Trump có thắng cử đi nữa thì ông chỉ còn có 4 năm mà thôi. Ông không dạ sợ cái người phó uy hiếp tới mình. Do đó, ông có thể chọn một cái người phó mạnh mẽ hơn, giúp được việc hơn và có khả năng thay thế ông à, tranh thay thế ông để điều hành cái chính sách kế tiếp, tức là cái người kế vị. Tức là ông sẽ chọn một cái người mà có khả năng chiến thắng được năm 2028. Và 4 năm này, người đó sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho ông Trump. Đồng thời, ông Trump cũng giúp lại cho người đó xây dựng cái tín dụng. Tức là xây dựng cái uh, niềm tin của công chúng. Để 4 năm sau, người đó ra thì chắc chắn và không có ai cự nổi. Thì quý vị, do đó lần này ông Trump có một cái dứt khoát hơn. Là bởi vì ông chỉ có 4 năm thôi. Và thứ hai ông biết được à, sau khi mà Joe Biden lên đã ký xóa bỏ toàn bộ những cái chính sách của ông khiến cho đất nước Hoa Kỳ trở nên khủng hoảng hơn. Thì quý vị, ông phải bảo đảm rằng cái người kế vị của ông sẽ phải thắng cử để tiếp tục duy trì một số chính sách của ông hay là toàn bộ chính sách của ông. Mà chính sách này thì quý vị, một phần do cựu Tổng thống Trump đưa ra, nhưng một phần còn lại là do phía của Heritage Foundation, một tổ chức bảo thủ soạn thỏa soạn thảo. Họ soạn thảo là, nói là dự án 2025, nhưng thật sự cái tính chất của cái dự án này nó là một cái chiến lược toàn bộ của đất nước Hoa Kỳ trong vòng năm thập niên tới trong vòng 5 thập niên tới tức là lật đổ tất cả những cái di sản còn lại của ông uh, uh, Roosevelt Franklin là tổng thống cái thời đại nhị thế chiến thứ hai là của Ronald Reagan không phải lật đổ nhưng mà cái thuyết điều hành quốc gia của Ronald Reagan ở thời điểm này không còn thích hợp nữa do đó là cái trách nhiệm của cái tổ chức uh, Heritage Foundation là phải soạn thảo một cái chiến lược mới trong vòng 5 năm, ở trong vòng 50 năm mà trong đó có nhiều thách thức về chạy đua kỹ thuật, về tăng cường quốc phòng và mức tăng trưởng kinh tế của những quốc gia được xem là có chung giá trị, làm sao kềm chế được những quốc gia độc tài toàn trị không để cho họ sử dụng cái nguồn kinh tế để có thể thao túng một phần còn lại của thế giới. Thì quý vị, do đó cái chiến lược này rất quan trọng và kể cả cái chiến lược đối nội. Làm cách nào để thúc đẩy kinh tế khỏe mạnh, người dân có thêm tài sản chứ không phải mất đi tài sản. Thì quý vị, do đó cái người kế vị này là cái người sẽ thực hiện tại vì ông Trump chỉ có 4 năm lắp đặt tất cả những hạ tầng cơ sở và chấn chỉnh những cái những cái hỗn loạn mà Joe Biden đã tạo ra thôi Còn cái người còn lại Mới là cái người tiếp nối cái chính sách này thì do đó lần này cái sự chọn lựa của ông Trump chúng ta vẫn chưa biết và các vị thấy trên hình rất đông có thể nói là bất kỳ một người nào cũng có thể trở thành Vice President của ông Trump tuy nhiên thì cho tới giờ phút này chúng ta vẫn chưa có một bức tranh rõ ràng tại vì còn ngày 10 19 hôm nay là ngày 17 rồi thì thứ ba tuần tới thứ ba này nè thứ này là sẽ có thêm một cuộc bầu cử nữa mặc dù ông Trump đã thắng đầy đủ đại biểu đoàn nhưng mà cuộc bầu cử sơ bộ thứ ba này vẫn diễn ra và trong đó thì nhiều phần trăm là gần như là ông Trump nắm chắc chắn rồi. Thì quý vị có điều là tôi nghĩ rằng ông chờ sau ngày 19 tây tháng 3 thì ông sẽ bắt đầu đưa ra cái người nào là người mà ông chọn đứng chung liên danh. Thì quý vị đây sẽ là câu hỏi của chúng ta trong tuần tới. Ông Donald Trump, ông cựu tổng thống của chúng ta, vị tổng thống 45 của Hoa Kỳ sẽ chọn ai là người đứng chung liên danh và người này là sẽ hỗ trợ như thế nào về mặt tài chính vận động tranh cử và sau khi thắng cử thì sẽ có một cái vai trò như thế nào để hỗ trợ trong 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 việc thực hiện chính sách quốc gia thì quý vị đây sẽ là câu hỏi mà chúng ta thấy đáng quan tâm và đáng dân chủ có bị áp lực nặng nề là loại trừ Kamala Harris hay không và nếu loại trừ thì Joe Biden sẽ chọn một phụ nữ da đen nào để mà tiếp tục là làm phó tổng thống của ông ta, bởi vì ông ta sẽ chọn một phụ nữ và tiếp tục chọn một người da đen, thậm chí là ông ta có thể đi tới cực đoan là chọn một người à, chuyển giới tính, tức là một người à, transgender để làm người phó tổng thống của ông ta. Có thể ông ta đi tới mức này nếu như Kamala Harris chính thức rút lui, thì chưa biết được. Okay. giờ phút này Kamala Harris vẫn đi chung với lại Joe Biden, nhưng nếu bị áp lực quá nặng. Mà buộc Kamala Harris phải rút đuôi Thì Joe Biden có thể sẽ chọn một à, nữ đồng tính Hoặc là một nữ à, <laughs> chuyển giới Làm người phó của ông ta Và nước Mỹ sẽ có một, phó, một à, nữ phó tổng thống chuyển giới Điều này có thể xảy ra lắm quý vị Và chúng ta phải chờ xem coi thời gian tới Cái rating của Kamala Harris như thế nào Áp lực của đảng Dân chủ ra sao Còn Robert Kennedy Jr. Thì có vẻ như đang muốn giành cái khối phiếu Ở phía Tây của Hoa Kỳ Do đó ông ta tập trung chủ lực vận động rất nhiều phía Tây mặc dù ông ta xuất thân ở phía Đông. Thì chúng ta chờ xem coi lần này là cái cục diện có nhiều điều mà nó chưa bao giờ xảy ra, có thể xảy ra để chúng ta có thể thấy được cái uh, cuộc bỏ phiếu của chức tổng thống năm 2024 nó hấp dẫn ra sao. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trả lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.